ai là người ăn nhiều nhất? 1, 2, 3. Chúc anh nghĩ đi đâu giờ anh ơi chị đúng rồi, tôi ăn vì nghề nghiệp nha, tôi ăn vì vai diễn nha. Lý do tại sao Trương Thế Vinh lại ăn nhiều hơn những người khác, xin mời chị Ánh. Tại vì Vinh là một người rất là có trách nhiệm với lại vai diễn của mình. Cái nhân vật nhà này là chỉ có ăn với ngủ và thích ăn uống lắm, cho nên là phải lên cân, ăn từ trong phim ăn ra tới hậu trường luôn. Anh không kềm chế được, bây giờ tao ăn nè. Không, 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 anh Vinh ăn là khác. Thật ra tại vì nhà nghèo mà chỉ có cơm chiên nè, đó mì tôm nè, đó cứ làm tới thôi. Nói chung á là vậy nè, trong phim này ai cũng phải nỗ lực hết. Mà tại vì Vinh xui, Vinh vô cái vai ăn nhiều thôi. Thôi anh đừng có bao biện. Đó là trong phim mà còn ngoài đời á là Ngân mời đồ ăn mọi người nha. Sẽ có người lúc ăn, lúc đồng ý ăn, lúc không. Thôi cảm ơn Ngân, còn anh Vinh là mời lúc nào anh cũng ăn. Mời lúc nào anh cũng ăn. Hỏi có nghĩa là vậy nè. Ngân ơi, bữa nay em lên em không có mua gì cho mọi người ăn hả? Không phải thương, đó là gọi là thương Ngân đó. Thương Ngân đó. Anh hiểu không? Thương Ngân tại vì thấy Ngân mời mà người không ai ăn hết thì anh ăn giùm. Trong phim á lại dai ham ăn, mà ở ngoài đời á Vinh là thằng rất biết ăn uống, rất là biết thưởng thức. Thích ấm thực. Cái gì nó cũng ăn được chứ. Chỉ cần là người thương á thì ăn cái gì cũng ngon. Chỉ cần là người thương á thì ăn cái gì cũng ngon. Nói chung là như vậy đó. À, hiểu không anh? Thế Vinh sướng quá, vừa được ăn nhiều nhất đoàn, vừa ngủ nhiều nhất đoàn, lại là vừa xấu nhất đoàn nữa. Bây giờ chị cho em nha, một cái phân đoạn đó ăn mà đạo diễn Võ Thạch Thảo bắt ăn tới 30 mấy lần. Em ăn đi mà ăn thiệt không? Mà ăn cơm chiên nha. Ăn cơm chiên nha. Ăn món nào là chừa món đó luôn. Giờ mới đến gia đình mình đồng lòng ha. Mà ăn là ăn vét không còn một cái hộp nữa. Nhân vật Vinh cũng ham ngủ, nhân vật ham ngủ. Nhân vật ham ngủ thôi, nhưng mà bình thường em đâu có ham ngủ. Ở phim trường thì anh không có ham ngủ. Thật ra phim trường là anh Châu ngủ nhiều nhất. Đúng, ở phim trường em là người ngủ nhiều nhất. Ai là người ngáy to nhất? 1, 2, 3. Ủa em đâu bao giờ ngáy. Sao vậy? Đây nè. À, chị ai thì chỉ luôn, em chỉ luôn. Giờ ngáy luôn. Chỉ luôn thì để tôi chúng tôi đếm. Ủa em chỉ anh mà không bao giờ anh ngáy đâu. Anh có ngủ đâu, anh có bao giờ anh được ngủ đâu. Ủa chị ai vậy trời? Đâu đây, chị mới đây. Em chưa kịp chỉ gì hết trơn. Rồi chưa kịp chỉ bị. Vô phim trường hồi nãy em thấy cô này cô xịt nước hoa nhiều nhất. Bước vô một cái là biết mùi của Thúy Ngân. Nước hoa nó thơm. Nếu như mà con người mình nó thơm sẵn thì mình xịt làm chi? Người mình phải làm sao mình mới xịt cái đống vô. Hàm hương mà không xịt gì hết mà bướm bu quá trời. Ngân là có bướm bu vô hai cái cánh đó. Anh xàm vô. Em có xịt thì xịt nhưng mà tắm chứ không phải tắm nha chưa. Chứ không phải vậy hoài được đâu. Sáng dậy ai đi làm cũng xịt nước hoa đúng không? Nhưng mà chắc là cái cơ thể em giữ cái mùi nước hoa lâu không? Không phải ai cũng xịt nước hoa, có những người thơm tự nhiên. Người em hôi hơn thì em xịt nhiều hơn. Đúng vậy thôi. Trời Châu, em không có chịu trả lời. Tại vì cái gu của em là mùi đậm đà. Không phải tại cái gu mà tại cái gốc. Không mà rõ ràng nếu em thơm thì mọi người mới ấn tượng về mùi nước hoa của em đúng không? Không, thơm khác với nồng nha. Vậy là anh thích thơm hay thích nồng? Anh thích nồng hay là thích... Không trả lời được. Thấy không, đâu biết trả lời đâu. Thôi mình qua hỏi câu hỏi này đi mọi người. Ai là người ít nói nhất? Hết. Không thấy ai ít nói, ai cũng nói quá trời. Cái này phải nói trong phim hay ở ngoài đời? Đã nói là chuyện hậu trường mà không phải trong phim đâu. Hậu trường thì đâu ai ít nói đâu. Không có ai ít nói luôn. Ở đây không ai ít nói hết. Đây chắc là người ít nói nhất nè. Anh Hòa phải là người ít nói nhất. Anh là một người sống nội tâm mà. Trời đất ơi. Anh là một người sống nội tâm mà. Trời đất ơi. Trời ơi, em lộn rồi em ơi. Trời ơi. Hồi nãy ông vô trong phim trường ông có nói cái gì đâu. Không hề đâu em. Dạ. Đóng phim này xả dây một cái ông như con hậu ghét. Trường á, nói nhiều nhất là đây. Là đây. Nói nhì là đây. Đây, tới đây nè. Tới đây. Mà nói bậy nữa. Anh nói bậy cái gì? Anh nói bậy cái gì em nói ra đi. Khoan, để coi Hồng Ánh nói anh nói bậy cái gì em nói ra coi. Thôi, Hồng nói bậy về cái gì? Em nhìn cái mặt anh thanh tú gì mà thốt ra được chữ bậy nào không? Ai vì anh dùng từ hôi cho Thúy Ngân. Đúng. Không, cái đó là anh nói thật. Anh thấy em có hôi không? Anh thấy em có hôi không? Không, nồng. Nồng nà, quyến rũ. Cái người như mình á, đừng bao giờ mặc áo sát nách. Ai là người nói nhiều nhất hết? Anh hai là ví dụ như là chưa quen thì sẽ không nói, nhưng mà quen rồi thì nói rất là nhiều. Nói mà trong lúc người ta ngủ vẫn lo dậy người ta. Đó dậy thì nói tiếp. Em dậy đi, dậy nghe nói nè, dậy nghe nói nè. Đây. Đó giờ anh kìa, giờ anh tố anh kìa. Em nặng vô luôn cho. Cái rồi được rồi. Ngân ơi, Ngân, anh hai anh nói rồi thì em bớt giơ tay lên đi. Anh hai, hả miệng. Trời ơi, không.
con gì kìa. Chịu nổi rồi. Thấy chưa? Ông bu người Ngân rồi kìa. Ông bu là tại vì thơm. Biết tại sao ông bu không? Là vì thơm. Em có hai cái nhị nè. Ai là người đúng giờ nhất? Hết, hết, hết. Anh. Hay vậy ta? Hồi nãy mày lên trễ hơn anh. Hồi nãy mày lên trễ hơn anh. Sao mà, Sông Luân lại chỉ Luân mà. Nhưng em đi quay phim không bao giờ đi trễ đó. Thì em không bao giờ đi trễ giờ. Nhưng chỉ có một mình anh Hòa là được chỉ nhiều nhất. Đúng không? Hai đứa mình ăn. Nhiều khi anh không ngủ luôn mọi người. Anh không hề ngủ khi đi quay luôn á. Tại vì nhiều phân đoạn nhất trong đoàn mà đi trễ rồi người ta ngồi chờ rồi sao? À, đàn anh nữa. Ủa mà tụi em đúng giờ, tụi em chuẩn bị ăn hả? Theo trình tự mà đến có mặt tại trường quay là đầu tiên là chị Hồng Anh và anh Thái Hòa. Xong tới em. Xong tới là Thúy Ngân. Xong tới là Nhã Phương. Xong tới Thúy Vinh. Xong tới Thúy Vinh. Thúy Vinh à, Thúy. Thúy Vinh hả Thúy. Thúy Vinh. Tôi bị liệu. Anh hay quá anh. Anh hay quá. Kỳ Tổng Nữ Hoa lúc 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh Vi Giải Trí. Đón xem màu kẻ săn người độc quyền trên Vion 22:30 thứ tư thứ năm hàng tuần.